Gua tahu Narwit. Okay, let's go. Và Achiman từng nói một câu: lời nói dối là một dạng của lòng tốt. Vậy nên lòng tốt chỉ là sự dối trá mà thôi. Dối trá. Mày có thể đối tốt với tao thì người khác mày cũng có thể. Tao đâu biết được sự thiệt khi thực tại ngoài kia nó khắc nghiệt. Mày nói ngon ngọt với tao thì người khác mày cũng có thể làm được. Vì đời này đâu ai biết trước đôi chân ta sẽ phải bước về đâu. Mày có thể nói cho tao thứ mày có, đâu phải là cho không đâu. Mày sẽ đòi lại nó trong tương lai khi tao vẫn còn sống. Bao lời hoa mỹ mà mày phát ngôn, nhưng tao vẫn phải dùng trí khôn để có thể biết, có thể xiết, có thể thấy cơn giông ngoài kia không nhiệt. Và đó là những gì ta suy nghĩ à. Nghe và suy nghĩ kỹ lại những lời tao đang nói. Yeah.